hàng xóm bàng hoàng, xót xa trong đại tang của gia đình, có 5 người bị chém thương vong, ở Hà Nội. Bà con hàng xóm, và chính quyền địa phương đã tới chia buồn và động viên, gia đình các nạn nhân trong vụ, anh chém 5 người gia đình em ruột thương vong. Liên quan đến vụ, anh trai truy sát cả nhà em ruột, vì tranh chấp đất đai, theo ghi nhận của phóng viên, tới chiều 1 tháng 9, trưởng phòng lao động, thương binh và xã hội, huyện Đan Phượng, đã có mặt tại gia đình nạn nhân, để chia buồn và hỗ trợ. Người nhà nạn nhân cho biết, tối nay ngày 1 tháng 9, sẽ chôn cất bé gái tại Nghĩa Trang, đến trưa mai 2 tháng 9, sẽ đưa vợ chồng ông Hải, đi an táng. Theo phong tục của địa phương, tại căn nhà nhỏ, thuộc ngõ Đại Thành, thuộc cụm 2, thôn Bồng Lai xã Hồng Hà, huyện Đan Phượng, rất đông hàng xóm đã tới để chia buồn với gia đình ông Hải, đồng thời động viên người thân của nạn nhân, sớm vượt qua nỗi đau, giữ gìn sức khỏe. Trước đó như đã đưa tin, vào khoảng 7 giờ 30, ngày 1 tháng 9, tại ngõ Đại Thành thuộc cụm 2, thôn Bồng Lai, huyện Đan Phượng, Hà Nội, đã xảy ra một vụ án mạng nghiêm trọng, nghi phạm trong vụ án, được xác định là ông Nguyễn Văn Đông. Sinh tháng 5 năm 1966, ngụ tại thôn Bồng Lai. Cụ thể vào thời điểm trên, ông Đông cầm một con dao bầu chọc tiết lợn, sang nhà em trai là Nguyễn Văn Hải. Sinh tháng 5 năm 1968, tại đây đối tượng hung hãn, chém cả gia đình nhà ông Hải. Hậu quả, ông Hải và con gái Nguyễn Thị Bắc tử vong tại chỗ, các nạn nhân khác gồm bà Doãn Thị Việt, vợ ông Hải, chị Đỗ Thị Nhung, con dâu ông Hải, cháu Nguyễn Huyền My. Sinh năm 2018, cháu nội ông Hải bị thương nặng, được người dân hỗ trợ đi cấp cứu tại bệnh viện, dù đã được các bác sĩ bệnh viện Việt Đức, Hà Nội tận tình cứu chữa, nhưng bé gái Nguyễn Huyền My đã không qua khỏi. Bà Doãn Thị Việt được cấp cứu tại bệnh viện 198, Hà Nội cũng qua đời sau đó, do vết thương quá nặng, còn nạn nhân Đỗ Thị Nhung bị tràn dịch màng phổi, cộng với nhiều vết thương khác. Liên quan tới vụ việc, anh chém 5 người gia đình em ruột thương vong, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an. Lãnh đạo thành phố Hà Nội, lãnh đạo Công an thành phố Hà Nội, trực tiếp là Đại tá Nguyễn Thanh Tùng, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra. Công an thành phố Hà Nội đã xuống Đan Phượng, chỉ đạo lực lượng cảnh sát điều tra, vào cuộc điều tra nguyên nhân và làm rõ vụ án. Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Hà Nội đã ký quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt giam đối tượng Nguyễn Văn Đông về tội giết người.